Rồi lúc anh ra trường làm khá là nhiều là công việc mà không thấy cái niềm đam mê trong công việc. Công nhận nó cũng khá là khó khăn, cũng rất là bối rối, tại vì các bạn khác đồng môn với mình thì họ có cái career path rất là rõ ràng. Với background business của mình á, thì anh nghĩ là anh có lợi thế gì và anh có những cái bất lợi gì? Những bạn làm tốt và làm giỏi là những bạn có kỹ năng không phải ai cũng có được. Nhiều khi họ nghĩ là họ có nhưng mà thực sự nó không hẳn như vậy á. Hello các bạn. Như các bạn đã biết hoặc chưa biết, nào giờ kênh của mình chia sẻ những kiến thức về ứng dụng lập trình. Trong quá trình mà mình chia sẻ những video về ứng dụng lập trình thì mình đã nhận được rất là nhiều câu hỏi về việc làm sao một bạn có thể ứng tuyển cho các vị trí trong ngành công nghệ, và cụ thể là ở những bạn sinh viên hoặc mới vừa tốt nghiệp, hoặc là các bạn kiểu đi làm 2-3 năm xong tự nhiên thấy sai sai, thậm chí là ở những anh chị có rất là nhiều năm kinh nghiệm trong một cái lĩnh vực khác và hiện giờ muốn tìm hiểu thêm về ngành công nghệ. Thì bản thân mình cũng là một người đã trải qua cái quá trình đó và mình biết là nó rất nhiều thử thách. Tại vì sao? Có rất nhiều những cái thông tin mà bạn có thể tìm được thì bạn sẽ không chắc là cái nào là lùa gà, cái nào là chính thống để mà tin tưởng và làm theo những cái thông tin đó. Và có rất là nhiều những cái nhóm kỹ năng cả cứng lẫn mềm mà nhiều khi là bạn chưa từng được biết đến hoặc chưa từng được nghe qua luôn. Hồi sinh viên thì học một công một bằng hai, xong đến khi mà đi tìm việc thì người ta sẽ hỏi khoảng cách từ trái đất cho tới mặt trời. ok thì coi như là Sukana đi, rồi mình chấp nhận là mình sẽ học những kiến thức đó luôn. Thì bạn nên học cái nào trước, cái nào sau cho nó tối ưu. Thì nói tóm lại là cái quá trình đó. Thì đó cũng là lý do mình muốn launch cái podcast series trò chuyện cùng những hiring manager đến từ các tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam. Hàng đầu Việt Nam. Thì mục tiêu là để thứ nhất là cung cấp được cái nguồn thông tin uy tín cho các bạn. Thứ hai là debunk những cái myth trong ngành công nghệ mà nhiều khi nếu bạn tin và làm theo những cái myth đó, thì có thể là nhiều khi bạn sẽ không đạt được kết quả. Và thêm nữa là podcast sẽ chia sẻ những hidden insight, có nghĩa là những cái thông tin mà từ chính miệng nhà tuyển dụng nói ra là đó là cái mà họ cần. Vậy nên nếu mà các bạn không muốn bỏ lỡ những thông tin cực kỳ giật gân mà mình sẽ chia sẻ trong podcast series này thì các bạn biết phải làm gì rồi đó. Và bây giờ thì mình hãy bắt đầu video. Đầu tiên là cảm ơn anh Thiện đã dành thời gian để tham gia podcast ngày hôm nay. Em rất là hào hứng với cái profile của anh Thiện luôn. Tại vì lúc mà em xem LinkedIn á thì em thấy anh Thiện có rất là nhiều những cái transition trong cả việc đi học qua sự nghiệp. Trong sự nghiệp của anh thì cũng có rất nhiều những cái role khác nhau. Em rất là hy vọng sẽ tìm hiểu được nhiều thông tin từ anh Thiện. Chắc câu hỏi đầu tiên em sẽ warm up là, em được biết là anh Thiện học Đại học Ngân hàng và hiện tại thì anh Thiện đang làm Senior Data Science Manager ở Chợtốt. Thì không biết là chặng đường từ học đại học ngân hàng cho đến cái vị trí bây giờ thì anh Thiện đã đi qua những cái gì và có những cái transition hoặc những cái milestone nào? Okay, cảm ơn Dương đã mời anh tới cái buổi podcast hôm nay. Nên nếu mà nói về cái chặng đường đi từ hồi lúc mà học đại học ngân hàng cho tới bây giờ thì cũng khá là lâu. Thì tới giờ là khoảng 11 năm rồi. Thực ra anh làm khá là nhiều loại công việc khác nhau từ lúc mà anh ra trường. Thì anh phải mất khoảng tầm 3 đến 4 năm để anh xác định được đó là cái sự nghiệp và cái nghề nghiệp mình mong muốn sẽ làm là cái gì. Thì hồi lúc mà anh ra trường làm khá là nhiều loại công việc, ví dụ là anh làm ở bên ngân hàng cũng có, anh làm ở bên công ty tài chính cũng có, xong anh làm ở bên mảng siêu thị, bên mảng đào tạo, đủ loại ngành nghề khác nhau. Cho tới một hồi năm 2015-2016 thì lúc đó anh mới muốn dừng lại, xác định rõ là mình muốn chính xác mình muốn làm công việc gì, tại vì mình làm quá nhiều việc rồi mà không thấy cái niềm đam mê trong công việc. Cho nên là mình dành khoảng tầm một năm gap year để mình đi đi tìm hiểu đúng cái mình muốn làm là gì. Cũng đọc khá là nhiều loại thông tin tài liệu khác nhau để xem từ cái sở trường thế mạnh của mình là cái gì, thì người ta có suggest cái công việc phù hợp với mình, cái công việc liên quan về mặt logic, là về mặt con số. Thế là mình đi tìm hiểu về mạng data. Thì thực ra hồi đó data thì nó cũng chưa phải thực sự là nó quá popular như bây giờ. Anh nhớ năm đó thì anh bắt đầu start là anh đi qua anh học chương trình khóa đầu tiên về data science ở trên Coursera của Andrew Ng. Chắc là ai cũng biết đó. Xong rồi học khá là nặng về mặt kiến thức, không phải là thực hành nhiều. Anh mới muốn thực tập ở một công ty nào đó mà nó làm về data, tại vì mình có kiến thức rồi thì muốn làm thử. Cũng rất tình cờ anh lại lên Facebook tìm kiếm cái job. Anh thấy có bài boss của anh CEO chợ tốt đăng, nó cũng không có network, không có connection gì với anh CEO đó, tình cờ xuất hiện trên cái feed của Facebook, cái apply thử. Thế là cũng vô làm. Đầu tiên là mọi người thấy anh bên mạng data, thế là cũng cho anh làm dạng như là phân tích dữ liệu đồ ấy. Anh là khoảng tầm 4 năm thì anh lên vị trí manager của team sale. Lúc đó anh sẽ quản lý toàn bộ cái mảng mua bán xe ở trên Chợ Tốt á. Thì nó khá là thiên về mặt product strategy và một phần liên quan về bên số liệu. Tuy nhiên thì con số nó không có nhiều lắm. Thật ra nó lại không giống cái định hướng mới nào của anh.
Thế là anh cũng nguyện vọng anh muốn xin làm bên mạng data nhiều hơn. Thế là chợ tốt cũng bắt đầu là mở đường cho anh để làm bên mạng data. Lúc đó chợ tốt có lập một cái team gọi là data core. Thì sau đó anh có set up cái team core đó cùng với mọi người. Rồi làm build nó dần dần lên. Cũng một hồi cũng thấy được tầm 4 năm, thấy cũng có nhiều được kết quả, thành tựu. Thì mọi người thấy có gọi là cũng trust khả năng của mình. Thế là mọi người cho mình làm tới bây giờ. Mọi người cho mình làm tới bây giờ. Dạ, thì em thấy cái câu chuyện của anh nó rất là giống với nhiều những câu chuyện mà em đã được nghe qua cái khách mời trên podcast của em á. Là cái sự nghiệp của mọi người thường là không có bằng phẳng. Tức là rất là ít ai mà ra trường một cái mà tìm được ngay cái việc mà mình ưng ý. Thì cũng đã phải có rất là nhiều những cái thử nghiệm để đến được cái vị trí như bây giờ. Chắc là nhờ anh chia sẻ lại một tí xíu những lúc mà anh chưa có tìm ra được cái định hướng sự nghiệp của mình, hoặc là chưa có tìm ra được cái chân ái của trong sự nghiệp của anh ấy. Thì những cái lúc như vậy thì anh suy nghĩ thế nào và cái cách mà anh vượt qua được những cái giai đoạn đó? Đó, công nhận nó cũng khá là khó khăn. Anh nhớ thì tầm lúc giai đoạn đó anh ra, anh đi lại cũng mấy năm rồi, cũng rất là bối rối. Tại vì các bạn khác đồng môn với mình thì họ có cái career path rất là rõ ràng, còn mình thì lại đang đi loay hoay để xem thử là mình muốn làm gì và gấp kiểu bắt đầu lại từ đầu ấy. Và mình cũng chưa biết được rằng là cái hướng mình nghĩ là mình thích làm nó có thật sự phù hợp với mình hay không nữa. Giống như là phải thử á. Dạ đúng. Làm sao để thử cách là hay nhất và tiện nhất thì anh nghĩ cũng phải bắt đầu một làm cái gì đấy. Anh nghĩ là cái giai đoạn đầu tiên là giai đoạn mà khó nhất, là học xong rồi để có được kinh nghiệm. Có được kinh nghiệm rồi bắt đầu đi làm. Thì nếu mà vượt qua được là những cái bước đầu tiên trở ngại đó thì những bước sau nó giống như đi vào cái guồng á. Tức là mình đã thấy được là mình làm công việc này thấy cũng được. Thật ra thì nó phù hợp với lại cái mà mình muốn làm. Nghĩa là không nhất thiết là mình phải luôn yêu cầu nó là phải rất đặc biệt. Nó phải là giống như kiểu tiếng sét ái tình nhìn phát là yêu ngay. Nhưng mà thường mình sẽ mình yêu nó dần dần. Mình thấy khi mà mình làm nó mình không thấy mệt. Và khi mà mình học về nó thì mình cũng không thấy trở ngại gì nhiều. Là mình cũng muốn tìm hiểu về nó. Thì dần dần tự nhiên mình sẽ chuyển cái hướng của mình mong muốn thôi. Thì anh chắc là khó khăn nhất là bước đầu tiên. Phải dùng effort một xíu cho hiểu sơ sơ xíu cái bỏ nản. Thì nó cũng rất là ổn. Dạ. Yeah. Dạ ok, thì em hiểu là giai đoạn khó khăn nhất là cái đoạn đầu tiên, lúc mà mình còn chưa có tìm ra và mình bắt đầu thử thì kết quả có thể đúng hoặc sai, có thể fail hoặc là thành công. Thì cái lúc mà anh thử, làm sao mà anh biết là anh sẽ phải học cái, tức là làm sao mà anh quyết định chọn cái khóa học đó của Andrew? Tại vì cái khóa đó em hiểu là nó cũng tương đối technical ấy, và background của anh là background business, thì em không biết là anh có những cái khó khăn gì khi mà anh bắt đầu học cái khóa hay không. Hoặc là khi mà anh học, anh có sợ là những cái mình học nó sẽ bị uổng phí, hoặc là anh thay vì học cái đó nên học cái khác nó sẽ được nhiều lợi hơn ấy. Thì không biết là cái quá trình mà anh suy nghĩ cái giai đoạn nó như thế nào? Câu hỏi cũng rất rất là hay. Bởi vì anh nhớ tại thời điểm nó học, anh cũng có câu hỏi y chang giống như em vừa mới hỏi vậy á. Dạ. Anh nhớ thời điểm lúc đó, thật ra cũng khá là linh với lại cái câu hỏi vừa mới nãy luôn, là làm sao để mình chắc chắn hơn trong cái sự lựa chọn của mình. Thì anh có tham khảo khá là nhiều thứ khác nhau, tức là cái nào là cái phù hợp với mình, để xem thử là cái điểm mạnh của mình nằm ở đâu và nó phù hợp với những cái gì. Nhiều cái info trong những cái tài liệu mà mình đọc và mình tham khảo đó, nó reinforce cho cái sự lựa chọn của mình là cái này nó sẽ phù hợp. Thì ở đó anh có nhiều anh có đọc những cuốn sách như là StrengthsFinder hay là Dù Của Bạc Màu Gì Dựng Hạn, thì nó sẽ nói là tính cách của mình như thế này sẽ phù hợp với cái ngành như vậy. Thì ok, thì nó mình mới xác định rõ là bây giờ nếu mình đi theo hướng này thì bắt buộc là mình phải đi cho nó tới nơi tới chốn, chứ mình không có nửa nẹt nửa mỡ được. Tại vì những cái thông tin nó giúp cho mình là mình củng cố cái niềm tin của mình rồi, thì bây giờ mình chọn cái gì, đúng không? Thì nó anh nhớ tại thời điểm năm đó liên quan về bên data, nó anh có suy nghĩ về tương lai, thì anh thấy machine learning rất là triển vọng và nó cũng sẽ là một cái ngành nó đáng để mình có thể follow theo. Thì sao anh mới chọn về bên machine learning? Thế thì nếu mà đi về machine learning thì sẽ học cái gì đầu tiên? Thì lúc đó lại bắt lại câu chuyện là khóa học nào được recommend nhiều nhất. Thì anh nhớ đâu đó trên Quora, trên Reddit thì họ đều recommend những cái khóa học giống như vậy. Và cái đó chỉ có cái nền tảng học online phổ biến nhất lúc đó là Coursera thôi, không còn cái khác. Thực ra cũng may mắn là nó ít sự lựa chọn, cho nên anh bắt buộc anh phải học cái đó, không còn cái khác. Thực ra khóa học đó cũng khá là nặng về mặt technical và rất nặng về mặt toán. Thì tại vì mình không có đường lui thì bắt buộc là mình phải nắm hết kỹ cái này, bởi vì là cái foundation. Thì dường như anh đọc trong đó, học khóa học trong đó họ sẽ dạy những kiến thức đó, nhưng anh không hiểu thì anh sẽ lấy đúng cái phần anh đi anh research tiếp. Như vậy thì nó lại giúp cho mình hiểu được cái khóa học hơn, mình hiểu được cái nội dung hơn.
Dạ ok, thì ý chung là anh Thiện bị đặt như cái thế là không có đường lùi mà cũng không có lựa chọn, cho nên là phải ép mình học cho bằng được đúng không anh? Ừ, mình tự đặt cho mình. Có thể là bây giờ mấy bạn sẽ có nhiều lựa chọn hơn, nên là các bạn thậm chí là bị kẹt ở cái khúc trước anh nữa, như là sẽ không có ép mình đi qua một cái con đường nào đó, nhưng mà nhiều khi thấy con đường này nó cũng hơi gập ghềnh tí xíu, có thể là sẽ muốn quay xe một cái con đường khác. Thì có một cái câu hỏi của em là, tại vì em hiểu là anh Thiện học business background, thì khi mà anh vô một cái khóa mà nó rất là kỹ thuật như vậy á, thì có những cái chỗ nào mà anh học mà anh không hiểu, xong rồi anh sẽ hỏi ai? Không biết là anh có những cái khó khăn đó không ta? Cũng có. Những cái mà khó khăn đó là sẽ không bao giờ tránh khỏi được. Và cái cách mà mình vượt qua được những cái khó khăn đó thì sẽ giúp tạo cho mình được cái lợi thế cạnh tranh so với lại những người khác. Mà vì nếu mà trong cùng một chương trình đó, những khó khăn mình gặp likely nó cũng sẽ là khó khăn của những người khác. Và nếu như mình thật sự là mình nắm mà mình vượt qua những cái khó khăn đó một cách tốt nhất thì nó cũng sẽ tạo cho mình rất là nhiều lợi thế. Y chang như là anh nói thôi. Khi mà anh thấy một cái vấn đề rất khó hiểu, anh ghi cái đó xuống giấy và anh tìm mọi cách, anh research tất cả thông tin để sao anh giải quyết được cái câu hỏi đó. Cho nên là ví dụ như hồi đó anh học bên đó thì nó sẽ đưa ra các cái kiến thức đại số tuyến tính về bên ma trận, thì nó cũng là cái kiến thức về hồi anh nhớ hồi mình học đại học. Nhưng mà thực ra lúc mà mình học đại học thì mình giống kiểu học viện á, mình giải toán theo đề của thầy thôi, mình không có hiểu bản chất của nó. Thì bắt buộc là mình phải lim lại những kiến thức đó, rồi mình sẽ cái này liên quan gì, tại sao nó giải như thế này, và như vậy thì nó có cái tác dụng gì. Ý là mình tự đi tìm hiểu cái phần đó luôn, cố gắng mình crack cái đó ra thành cái phần mình có thể digest được. Thì anh thấy nó lại rất tốt. Rất tốt về sau luôn ấy. Anh nói kỹ em thấy rất hay luôn, là nói chung khó khăn thì lúc nào cũng sẽ có hết, nhưng mà cái quá trình mà anh tôi luyện để anh vượt qua cái khó khăn đó, nó lại tạo nên những cái lợi thế cạnh tranh. Thật ra khi mà đụng tới những cái khó khăn đó thì sẽ có rất là nhiều người maybe drop out, nhưng mà nếu mà mình qua được thì coi như là mình đã đi được tới một cái chặng đường mà càng ngày càng ít người hơn có thể làm được cái chuyện đó. Đúng rồi. Em hiểu là anh Thiện đã phải gọi là tự học và tự đặt rất là nhiều câu hỏi, thì không biết là anh có tìm đến những cái hỗ trợ nào xung quanh để đi qua được cái quá trình đó? Hồi đó thì nó không được như bây giờ. Bây giờ rất là nhiều cái hội nhóm. Hồi đó thì hầu như tự học không à. Là bạn bè anh thì trong network của anh cũng không có ai, nên hầu như là tự thân vận động. Chắc các bạn bây giờ thì chắc sẽ dễ hơn. Dạ ok. Vậy là cái thời anh là tính ra là khó, nhưng mà nó lại để anh vào một cái thế rất là nhiều động lực để vượt qua. Còn phải buồn cười. Còn thời bây giờ những khi nó dễ hơn, nhưng mà nó lại khiến các bạn bối rối hơn. Ừ, nếu cho các bạn thì anh sẽ nghĩ là nếu đứng giữa nhiều sự lựa chọn nha, thì đi đường này nó cũng về thành Rome á, thì mình bắt buộc phải chọn một hướng. Mình đừng có kiểu đứng núi này trông núi nọ, cứ chọn một hướng đi, xong mình đi thật tốt cho cái hướng đó, rồi tự động nó sẽ có nhiều cái nhánh khác để cho mình đi tiếp, nhưng nó vẫn là trên cái path mình đã chọn. FTN nó cũng sẽ phù hợp với lại cái công việc mà mình muốn làm thôi. Dạ em thấy ý rất là hay. Cái cách em làm hơi khác tí xíu, tức là ví dụ có 3 hướng 5 hướng gì đó thì em cứ đi hết 3 hướng 5 hướng á. Nhưng mà em vừa đi vừa suy nghĩ, vừa đi vừa chiêm nghiệm coi thật sự cái hướng nào nó đem lại cho mình nhiều cái năng lượng mình thích, mình enjoy làm cái đó, mà mình làm tốt cái việc đó và có những cái dấu hiệu xung quanh những cái kết quả đạt được, thì đến khi mà em xác định được cái hướng này nó hợp với mình thì em bắt đầu double down vô cái hướng. Ở khúc đầu đúng là lúc mà em chưa có biết phải đi hướng nào là em cũng cứ thử cái này thử cái kia. Ok, vậy chắc cũng như anh đó, trong giai đoạn đầu tiên là cũng làm tùm lum việc đúng không? Dạ đúng rồi. Anh chắc tuổi trẻ sẽ gọi kiểu vậy. Dạ đúng rồi. Thật ra em quan niệm là lúc mà em học á, hoặc là lúc mình làm rồi thì nó cũng sẽ có những cái transferable skills hoặc là knowledge từ cái ngành này qua ngành khác. Ví dụ như trong vài năm đầu sự nghiệp thì nó cũng sẽ quay quanh câu chuyện là làm việc với con người hoặc là soft skill, teamwork này kia. Thì thấy những cái skill đó cho dù là mình đi làm ở đâu thì mình cũng sẽ transfer được qua cái môi trường mới. Nên là em cũng không có quá lo lắng là mình có phải làm đúng cái công việc này với career path kia hay không. Dạ. Em nghĩ là sẽ có rất nhiều bạn hiện tại background của các bạn làm business, nhưng mà có thể là cũng mong muốn chuyển qua làm data hoặc là làm những cái role technical. Thì đối với anh á, thì anh nghĩ là với background business của mình á, thì anh nghĩ là anh có lợi thế gì và anh có những cái bất lợi gì khi anh làm cái role này? Ok, hồi anh mới bắt đầu chuyển qua thì điểm lợi thế nhất mà anh thấy đó là anh có được cái view và cái need của bên business rất là rõ so với là các bạn khác.
Nên cái việc mà khi mà mình translate cái đó ra thành bài toán để giải á, thì nó đánh đúng chỗ ngứa, nó sẽ tạo ra cái value nó tốt so với lại cái bài technical. Điểm thứ hai thì anh thấy là lúc mình đứng bên business thì cái việc mà communicate của mình nó sẽ rất là nhiều. Cho nên là khi mà communicate như vậy thì cái việc mà cái project nó chạy nó cũng sẽ rất là smooth, từ cái khâu là alignment và những cái mà chúng ta sẽ phải làm cho tới khâu là khi mà chúng ta làm xong thì kết quả nó sẽ ra như thế nào. Và cái việc reporting cho stakeholder thì họ cũng rất buy in cho những cái mà mình đã làm. Thì anh nghĩ là cái điểm lợi thế. Còn cái điểm không lợi thế thì rất rõ ràng thôi, tại vì mình không có rành sâu về mặt technical như các bạn khác, nên đôi khi là mình nghĩ cái này làm nhanh lắm, dễ lắm, rồi bản chất nó lại không như vậy, nó sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy khác nhau. Technical dev hoặc là các bạn làm cho có nhiều khi nhìn thấy giống vậy nhưng mà không phải vậy. Phần thứ hai thì anh nghĩ đó là khi mình trao đổi các bạn sẽ không thấy cái sự contribute của mình nhiều trong mặt technical. Nên những bạn nào mà chuyên sâu mặt technical họ sẽ không có respect mình, tại vì ta đang làm như thế này đang rất tốt đồ ấy, sao lại có một ông không biết gì vô, thì đó là sẽ cái điểm không tốt. Vậy thì cái bất lợi là sẽ có những bạn trong team technical họ được train technical bài bản thì có thể họ sẽ không respect mình tại vì mình không biết nhiều technical bằng họ. Thì làm sao để anh có thể làm việc với lại những bạn như vậy, hoặc là cái cách để anh tương tác với những bạn như vậy? Thì mình lấy cái điểm lợi thế để mình bù lại điểm bất lợi. Khi mà người với người làm việc với nhau, whatever là cái skill set của họ là gì, làm sao để mình achieve cái mục tiêu chung đó. Nếu như trong trường hợp mà anh đưa được cho họ nhiều cái add-in value là ok, là về mặt business nó sẽ như thế này, nó translate ra thành cái này, nếu làm nó sẽ ra như thế nào, cái là những cái thông tin nó rất rõ ràng đó, thì họ rất appreciate chuyện đó, thì họ sẽ consider mình là a part of the team thay vì chỉ là một đứa nhảy vô không biết gì cả cứ quăng lung tinh. Thì mình, nếu mình cứ đặt cái mục tiêu của mình rõ ràng là làm sao cùng đạt được cái này cùng với họ, họ sẽ welcome cái chuyện đó. Dạ rồi, bây giờ giả sử như anh đã biết tất cả những cái thông tin mà anh đã biết cho đến bây giờ, với lại anh background business chuyển qua làm technical thì nó cũng sẽ có bất lợi và cũng sẽ có điểm mạnh. Thì nếu mà anh được chọn lại với mình tất cả những cái thông tin mà anh đã biết đó, thì anh sẽ chọn học ngành gì? Ok, cũng câu hỏi rất hay. Nếu được chọn lại thì chắc là anh sẽ chọn học bên cái trường đại học đó chuyên về mặt technical một tí, thì chắc là anh sẽ đi thẳng vô chuyên ngành của bên computer science luôn, học xong ra trường và làm đúng về cái ngành đó luôn thì anh nghĩ nó sẽ dễ nhất. Nếu anh đã đánh giá những bạn anh đã từng phỏng vấn và làm cùng đó, thì những bạn có background computer science là software engineer thì làm gì cũng được, rất là dễ để làm việc. Còn những bạn mà như về bên kinh tế chuyển qua thì phải có một thời gian để họ trau dồi những cái đó. Dạ đúng, em cũng đồng tình. Thì thật ra lúc mà em tương tác với lại trong quá trình em làm cũng nhảy qua nhảy lại giữa những cái role hơi hybrid hoặc là không technical á, thì cũng nhiều khi nắm những kiến thức trong business thì đi làm á, một vài năm là mình intuitively có thể mình học được cái câu chuyện đó. Còn kỹ thuật nó không phải là cái câu chuyện mà nhìn người ta làm rồi làm theo, mà phải thực sự ngồi xuống làm và bắt mình vô một cái system để có thể thật sự học cái đó. Không thôi còn tự học thì thật sự là rất khó, cần rất là nhiều ý chí. Đúng rồi. Đúng mình là nếu như là technical thì việc hands-on rất quan trọng, thì cứ đặt ra nhiều project để mình tự làm thì thấy cũng khá là hay. Thì mình cứ đặt cái mindset mình build cái gì đấy, mình build thử vừa build mình vừa học luôn. Dạ đúng. Có một câu hỏi tự nhiên em vừa nảy ra trong đầu. Hồi nãy anh có trả lời là nếu mà thực sự có cơ hội được chọn lại thì anh có thể sẽ prefer học computer science hơn so với là học business. Ở cái thời điểm này thì anh có bao giờ cân nhắc đi học lại hoặc là học lên master computer science hay không? Thực ra thì anh cũng có suy nghĩ tới cái việc đi học đó, anh cũng xem rất là nhiều. Anh thấy cậu y chay như hồi xưa lúc mà anh bắt đầu chuyển nghề vậy. Giờ nếu như mình invest, mình đi học thì thực ra nó cũng sẽ phải trả rất nhiều thứ. Tiền bạc thì chỉ là một phần, nhưng mà chính là thời gian và là cái công sức, thì nó có xứng đáng cái mình sẽ bỏ ra hay không. Càng lớn thì lại càng khó chọn, bởi vì dù có gia đình, có con cái nữa thì rất là khó, rồi thu nhập nữa, thì mình phải đảm bảo cái chuyện đó để mình lo cho gia đình. Chắc là cũng câu hỏi anh đang cố gắng để anh trả lời. Nhưng mà đi học thì mục tiêu là để được cái gì? Nếu như mục tiêu đi học để được cái bằng để mình đi làm những công ty, nó bắt buộc phải có những cái bằng đó, thì nó recommend ok mình nên đi. Nếu như mục tiêu của mình là để có kiến thức nền tảng để mình làm được thì cũng tùy thuộc vào cái người đó nữa. Cái người là cái người mà thích mình sẽ hấp thu được cái kiến thức khi mình đi học, ok thì mình nên đi. Còn như nếu cái người là người mà kiểu
mình hấp thu khi mình tự học thì mình nên tự học thay vì mình phải bỏ tiền để mình học, cuối cùng là mình lại không nhận được như là mình mong muốn. Hiện tại anh đang follow theo hướng là anh tự học, tại vì anh thấy dễ control được cái pace của anh, anh không muốn học cái anh bị thiếu á. Ví dụ như anh làm cái này anh thấy bắt buộc mình phải bổ sung những cái này nè thì đi học cái đó đi. Đó, đó là một yếu tố mà anh nghĩ khi những bạn nào mà đi chợ muốn lựa chọn nên consider. Dạ rồi, thì đây là phần mà anh nghĩ là sẽ rất nhiều bạn mong chờ, đó là câu hỏi về tuyển dụng. Câu hỏi đầu tiên, anh hiện là senior data science manager ở chỗ tốt thì chắc là anh cũng đã phỏng vấn và tìm rất là nhiều hồ sơ các bạn. Thì kỹ năng hoặc một cái là qualities cụ thể nào mà anh ưu tiên trong ứng viên? Ok, những kỹ năng bắt buộc liên quan mặt technical đồ ấy là chắc chắn là phải có hết rồi. Thì thường thường lúc mà anh interview thì anh sẽ tìm kiếm vô những một số những cái điểm đặc biệt của bạn đó. Thì anh sẽ thấy trên những bạn anh đã từng làm cùng, những bạn làm tốt và làm giỏi là những bạn có kỹ năng giải quyết vấn đề tốt. Và những cái kỹ năng mà giải quyết vấn đề tốt này thì thật ra không phải ai cũng có được. Nhiều khi họ nghĩ là họ có nhưng mà thực sự nó không hẳn như vậy á. Thì việc mà có kỹ năng giải quyết vấn đề tốt anh thấy cực kỳ quan trọng luôn, bởi vì nó sẽ giúp cho mình frame được cái vấn đề của mình muốn giải quyết là cái gì và cái solution của mình có tương thích hay không, thay vì là mình chưa hiểu rõ về cái vấn đề mà mình muốn sử dụng kỹ năng technical đào to bù lớn để mình giải quyết chẳng giống như mình trường hợp hồi nãy. Thì đó là cái đầu tiên anh sẽ muốn tìm thấy ở bạn đó. Điểm thứ hai là anh nghĩ là cái khả năng bạn nó có thể đi communicate với lại các những người khác như thế nào. Bởi vì khi mà mình đi làm thì mình phải làm ở trong một team. Thì thật ra communicate nó không chỉ một câu chuyện là communicate ở trong team, mà còn communicate với lại ở trên nữa. Rồi cũng phải communicate với các bạn dưới, nếu như bạn đó là vị trí leader chẳng hạn. Thì cái điểm mạnh mà anh sẽ thấy là những bạn mà communicate tốt á, thì các project của bạn nó sẽ được planning rất là kỹ càng và chi tiết. Bởi vì khi mà bạn communicate tốt thì những về mặt technical khó khăn bạn cũng có thể nói ra được và những khác cũng có thể hiểu được, thì cái việc mà contribute vô cái problem của bạn để giúp bạn giải quyết đó, nó cũng sẽ dễ dàng hơn, thay vì là nếu mà bạn không communicate được thì bạn sẽ ôm vấn đề đó của mình mà tự giải quyết. Và 99% anh thấy những bạn mà tự ôm tự giải quyết đó, làm như lúc mà đem lên đều phải đi sửa lại không, và đập đi sửa lại nó sẽ rất là tốn thời gian, cho nên việc communicate cực kỳ quan trọng luôn. Điểm cuối cùng cũng liên quan tới communicate đó là sau khi bạn đã làm xong hết rồi mà bạn không có communicate được cái outcome của bạn đó với lại bên trên thì người ta cũng chả đánh giá được bạn đó. Thì nếu mà bạn đó thật sự bạn biết rất rõ mình làm cái này đem lại value gì, bạn nó thể hiện ra được, expose được phía bên ngoài, thì cái chance của bạn nó grow nó cũng sẽ lớn hơn rất là nhiều. Thì anh sẽ prefer những bạn có những cái skill, soft skill giống như vậy. Dạ ok, em muốn follow up cái xíu trên cái ý về problem solving. Thì cái ý này em được nghe đi nghe lại rất là nhiều, kiểu tất cả hiring manager này em nói chuyện qua họ cũng đều nói là họ tìm kiếm khả năng giải quyết vấn đề của một bạn. Nhưng mà anh có thể cụ thể hơn khả năng giải quyết vấn đề là cái gì không? Kiểu như sẽ có những cái yếu tố nào trong đó? Ok. Dạ. Đối với khả năng giải quyết vấn đề thì làm sao điểm cốt lõi nhất đó là mình biết được rằng là vấn đề này nằm ở đâu, root cause nó là ở đâu. Thì đơn giản mình chỉ suy nghĩ là vấn đề này là do cái này là do cái kia, nhưng mà trên kinh nghiệm thì anh thấy ở cái lớp đầu tiên thì nó luôn luôn nó ở bề mặt thôi, bắt buộc là cái người đó phải có cái kỹ năng để đào sâu xuống bên dưới, kỹ năng đặt câu hỏi làm sao để thật sự là biết rõ là cái đối tượng của họ sẽ cần phải hỏi là cái gì, vấn đề này xuất phát nó gốc nó rễ nó nằm ở đâu. Và thường thường thì cái này nó sẽ có nhiều cái dạng framework khác nhau để các bạn maybe nếu bạn chưa biết thì bạn có thể apply practice thử. Những cái đơn giản nhất là 5 why, đặt 5 lần câu hỏi tại sao cho tới khi nào nó ra được cái vấn đề cốt lõi. Anh nghĩ sơ sơ như vậy. Còn tùy vào trong tình huống, tùy trong scenario cụ thể nó là cái gì thì sẽ có cái cách nó apply tương ứng. Dạ. Thì anh có nghĩ ra được một cái ví dụ nào của một biểu hiện của có những kỹ năng khác nhưng mà không có kỹ năng giải quyết vấn đề không? Hiểu. Thường thường thì khi mà anh interview mấy bạn, anh sẽ đưa cho các bạn một số cái đề bài. Đề bài dạng câu hỏi mở thôi. Và anh sẽ xem cái cách mà bạn đó có hỏi lại anh hay không. Nếu mà bạn đó không có hỏi lại anh và bạn đó chưa có hỏi thêm sau càng chi tiết á, thì anh sẽ đánh giá bạn này chưa thực sự có kỹ năng tìm hiểu được vấn đề. Bởi vì nếu như bạn nào không e ngại hiring manager
À, càng muốn hiểu rõ vấn đề thì anh thấy anh nghĩ rất là chung chung luôn. Harry Mayne sẽ rất appreciate, sẽ đánh giá cao cái bạn này hơn bạn là theo kiểu à người ta hỏi đó mình phải trả lời liền, phải trả lời càng tốt càng đi càng theo đúng. Giống kiểu đi theo EL á thì đôi khi lại không được kết quả mấy. Vậy là một trong những biểu hiện đó là có thể hỏi ngược lại anh để clarify cái câu hỏi của anh, biết cách để đi sâu hơn vào cái câu hỏi đó. Đó là lúc phỏng vấn. Chứ còn lúc mà đi làm rồi á thì tất cả các product requirement, PAD mọi đều phải viết ra một cách rất rõ ràng cái phần context và cái phần problem. Thì thường thường lúc đó sẽ vô được training on the job là cái phần framework này mọi người phải được chi nó như thế nào, vấn đề này là của user nào, nó xảy ra có thường xuyên hay không, nếu như không giải quyết nó thì bị cái gì, nếu giải quyết nó thì được cái gì, expectation sẽ như thế nào. Nói chung là sẽ có rất nhiều template, các câu hỏi để giúp mọi người có thể trả lời được cái vấn đề đó một cách càng sát càng tốt. Dạ rồi. Vậy thì đối với những bạn mà ví dụ như là chuyển ngành từ những ngành như là marketing hoặc là sales hoặc là customer service, những cái khối ngành bên business, các bạn muốn chuyển sang làm kỹ thuật hoặc làm dữ liệu chẳng hạn, thì các bạn nên bắt đầu từ đâu? Nếu như đứng bây giờ anh sẽ khuyên anh hồi hôm trước, anh sẽ khuyên là nên build cái portfolio liền, bắt đầu có kinh nghiệm ngay, không nhất thiết phải đợi là mình có đủ kiến thức. Tại vì thường thường như anh ví dụ như là cái chương trình học á, nếu mà chương trình học này nó cho phép mình thực tập và mình tạo một cái portfolio thì anh nghĩ là highly recommend. Bởi vì sau khi học xong mà có được cái đó, mọi người cũng sẽ có cái hands-on experience nó rất là tốt. Bởi vì thường hiring manager nhìn vô sẽ nhìn vô trong cái portfolio đó trước. Nếu như trong trường hợp không có thì sẽ ít có lợi thế hơn so với các bạn còn lại nếu như có. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai thì anh nghĩ đó là đối với các ngành khác khi mà chuyển qua thì cái expectation mình phải biết được rằng là mình sẽ phải học rất nhiều. Bởi vì ngành này là ngành đang thay đổi rất nhanh, sách vở in không kịp đó, nên là phải set cái mindset à mình phải đọc và học liên tục và cố gắng đọc càng nhiều càng tốt, học càng nhiều càng tốt thì mọi người sẽ dễ để đổi ngành hơn. Thì em xin phép follow up thêm trên cái ý về portfolio. Thì nói chung là như anh nói thì portfolio là một cái mà nhà tuyển dụng nhìn vô một bạn ứng viên và xem là bạn đó đã thực sự có những kinh nghiệm gì, even là mini project thôi. Thì anh có lời khuyên nào cho các bạn khi các bạn tiếp cận portfolio của mình hay không, và anh sẽ tìm kiếm điều gì ở một cái portfolio? Ok, đối với các bạn làm về phim meta, portfolio hầu như sẽ để trên GitHub hết. Thì khi nhìn vào trong các cái repo của các bạn thì điểm đầu tiên anh sẽ xem đó là cái readme của các bạn viết như thế nào. Thì nếu mà trong cái đó viết rất rõ rằng đó là cái vấn đề nó đang giải quyết là cái gì, cái này nó dùng để làm cái gì, nó có một cái structure rõ ràng, cụ thể miêu tả sơ cái solution nó được build ra làm sao, và một số những cái như là KPI mà tại cái này nó chưa có thể xử lý được, thì anh sẽ đánh giá là à bạn này là một bạn đầu tiên mà bạn có khả năng communicate tốt này, structure được suy nghĩ của bạn nó một cách lành mạnh nè. Đầu tiên là nhìn vào cái mặt overall đó trước ha, nghĩa là mình hiểu được cái bạn nó muốn rồi đó, cái skill rồi đó. Thì sau khi xong á thì vô đọc trong cái project structure của bạn sẽ như thế nào, code của bạn nó viết ra làm sao, bạn nó viết cái đầy đủ về mặt document của cái trong cái các của nó viết code hay không, có doc string hay không, có comment đầy đủ hay không, thì sẽ biết là à, bạn này structure code tốt nè. Sau đó bắt đầu nhìn vô cái pattern của bạn nó design sẽ như thế nào, có nó viết thì nó có ok hay không, nó có điểm nào không ổn hay không. Hầu như anh sẽ nhìn là cái cách bạn nó diễn dịch trong code, anh đọc anh thấy cái code đó, anh đọc anh hiểu á, thành ra bạn này là bạn code tốt. Ok. Còn bạn nó đọc anh đọc thấy anh quá nó viết cái gì ta không kiểm soát được, để chỗ này chỗ kia là thấy là đã phải có hơi có mùi rồi. Vậy là đâu đó khi mà anh nhìn vô cái portfolio thì nếu mà anh thấy đây là một bạn mà anh có thể sau này làm việc chung có vẻ ổn, kiểu như là cái cách bạn đã structure document, structure cái portfolio, rồi cách bạn đã giải thích về cách bạn đã viết code này kia, là những cái mà anh nhìn vô và anh nhắm là bạn này cũng có tiềm năng. Đúng rồi. Em thấy anh đã làm 7 năm ở chợ tốt, thì Gen Z bây giờ hầu như các bạn TV đều sẽ không làm quá một năm cho những cái công việc này kia. Thì cái lý do gì mà anh nghĩ là anh có thể gắn bó vào công ty cái thời gian dài như vậy, và anh có nghĩ được cái lý do gì mà tại sao các bạn hiện giờ có thể là sẽ chưa gắn bó với một môi trường đủ lâu hay không? Ok, chắc cũng một phần anh may mắn, bởi vì trong vòng 7-8 năm thực ra anh làm các công việc rất rất là khác nhau, và mỗi năm kiểu mỗi năm như anh làm một cái job vậy.
là anh làm khá là nhiều mảng của data, là bao gồm tất cả các mảng như là về data engineer, data analyst với lại ML engineer luôn. Và tại vì hồi đó phía bên team data của chỗ tôi thực ra nó cũng không phải là nó quá phát triển á, cho nên là nó có rất là nhiều cái room để improve và cũng rất nhiều chỗ để học. Là tại vì mình vừa mới vô mà thậm chí là mình cũng không phải là người trong nghề là quá expert á. Mình vừa làm vừa học, mình thấy là mình học được rất là nhiều. Cứ mỗi năm mình làm một kiểu thì nó lại thành ra hồi tháng 7 năm trôi qua. Còn đối với các bạn bây giờ thì anh nghĩ một năm một job, thực ra anh nghĩ chắc điểm xấu nhất là khi mà các bạn recruitment, bạn đọc thấy thì người này nhảy việc nhiều quá, không tốt cho bạn đó. Tuy nhiên thì đứng trên phương diện của anh thì anh thấy những bạn nào mà thật sự là họ biết rõ là họ muốn đạt được cái gì, thật sự là họ có một cái mục tiêu rõ ràng cụ thể, anh sẽ không nhìn quá kỹ vô trong cái là cái việc mà họ nhảy việc nhiều. Nếu như mà họ nhảy nhiều nhưng mà biết là trong việc mà họ nhảy việc này như thế để giúp họ refine lại được cái mục tiêu của họ một cách tốt nhất thì anh sẽ rất appreciate những trường hợp như vậy. Dạ ok. Dạ vậy là với tư cách là một hiring manager thì khi mà anh nhìn một cái CV mà nhảy việc nhiều thật ra cũng chưa hẳn là red flag. Nếu mà việc nhảy việc đó giúp cho các bạn tìm hiểu bản thân hoặc là củng cố thêm là mình đang thích cái gì và giúp các bạn iterate cái mà mình muốn thì anh vẫn rất là appreciate chuyện đó. Đúng rồi, đúng rồi. Yeah, cool cool. Theo quan điểm của anh thì anh nghĩ cách nhanh nhất để có thể land được một cái vị trí trong ngành dữ liệu là cách nào? Chắc network. Network. Dạ, chứ đầu tiên là phải có một cái side project ha, để dễ dàng showcase khả năng kinh nghiệm, whatever đó là cái gì. Nãy em nói cái report, nhưng mà nếu mà các bạn về data analyst á, thì có thể là cái report nào đó bạn đã từng làm, insight nào đó, hoặc là notebook mà bạn đã từng chạy cũng được, hoặc thậm chí là dashboard các bạn đã từng làm chẳng hạn. Nếu như bạn chưa có kinh nghiệm thì sẽ giúp cho các biết được khả năng của bạn đó ở đâu thay vì chỉ mấy câu chữ ở trên CV. Dạ. Cái thứ hai đó là về mặt kinh nghiệm. Kinh nghiệm thì nó cũng hơi khó tại vì bắt buộc là bạn nó phải trau dồi. Thì anh sẽ nhận thấy là những bạn nào nếu như mà có một cái unique skill đặc biệt đó, thì sẽ được để ý hơn những bạn khác. Ví dụ bạn designer nhưng biết làm data chẳng hạn thì nó sẽ khác so với là bạn data analyst bình thường. Nghĩa là bạn designer mà biết làm data analyst thì likely là bạn nó sẽ biết cách visualize sao cho đẹp nhất. Sau là các bạn khác nếu mà như soft skill bình thường thì cơ sẽ rất là khó để comparable. Điểm tiếp theo là nếu như bạn nó CV đồ ấy ok, có side project ok ha, có kinh nghiệm gì đấy phù hợp rồi, yeah, thì bạn sẽ được gọi đi phỏng vấn. Thì nếu mà gọi đi phỏng vấn thì làm sao? Thì cốt lõi cơ bản nhất là phải có cái preparation để đi trả lời phỏng vấn rồi trả lời về mặt kỹ thuật vì đã sẽ là đầu tiên. Yeah. Nếu như trong trường hợp mà chưa có về mặt foundation á, thì tốt nhất cũng phải đi đọc trước, nghĩa là biết mình biết ta mà. Okay. Như là nếu mà làm data analyst thì at least phải biết SQL, nếu làm data engineer thì cũng phải biết at least là data structure hoặc phải biết viết về mặt algorithm. Thường thường thì anh thấy data engineer vô sẽ hỏi những cái câu hỏi liên quan về bên giải code whiteboard á, thì ví dụ cũng có thể practice giải lead code. Dạ, lý code khoảng chục bài gì đó thì cũng sẽ giúp khả năng để interview nó cũng xấu hơn. Dạ. Điểm cuối cùng là biết điểm mạnh của mình. Điểm mạnh của mình là ở đâu á, thì khai thác cho điểm đó. Thì bảo là đẹp khoe xấu che mà. Khi đi interview thì cũng phải cố gắng khoe hết cái điểm đẹp của mình đi. Và mình bắt cấp được cho cái đó thì nó sẽ giúp cho mình cái chance đậu job tốt hơn. Hồi nãy anh có nói là cái ý đầu tiên anh mà anh nói đùa thì thấy thật ra ý đó có thể rất là đúng luôn á, là network. Rồi. Em cũng nhìn thấy nhiều trường hợp, tức là không phải là vì bạn đó có network, bạn đó được vô, bạn đó không có kinh nghiệm, nhưng mà network giúp rất là nhiều. Tại vì nhiều khi trên CV hoặc là qua phỏng vấn đi thì người ta cũng không có thấy được hết những cái tiềm ẩn của mình. Thì nhiều khi cái việc đâu đó mình đã biết một người đó trước đó rồi cũng giúp hơn cho cái việc là người đó hiểu và có thể tạo một cái cơ hội đầu tiên. Thì không biết là anh có bao giờ thấy cái trường hợp như vậy chưa? Còn trong team của anh thì chuyện network nó có ảnh hưởng như thế nào? Network được một điểm mạnh đó là được phúc bởi uy tín của người giới thiệu. Còn đằng này cũng vô phỏng vấn cũng sẽ như bình thường thôi. Tuy nhiên là nếu như mà trong trường hợp ok bạn chưa có gì hết thì bạn có network thì sẽ giúp cho bạn vượt qua được vòng gửi xe. Maybe người ta sẽ nhìn cái CV của bạn kỹ hơn một tí, nhưng nó không đồng nghĩa với việc là bạn sẽ có công việc, bắt buộc bạn phải có một cái skill gì đó nó thực sự nó phù hợp với lại cái công việc đó. Còn trong trường hợp thứ hai đã có công việc rồi và được bắt bởi cái bạn giới thiệu rồi
thì likely cái chance bạn được nhận nó cũng sẽ khá là cao, bởi vì mình trust cái uy tín của người giới thiệu. Và cái người giới thiệu họ cũng sẽ biết rất rõ là cái JD này nó là như thế nào, nó phù hợp với bạn hay không để giới thiệu qua, nên là cũng sẽ được phỏng vấn kỹ hơn. Từ hồi đó tới giờ bên team anh có khoảng 2 đến 3 bạn, 3 bạn nó giới thiệu vô là đậu thiệt, là vô làm thiệt, là đều thông qua quy trình phỏng vấn như bình thường hết. Thì em sẽ hỏi câu hỏi cuối cùng, đó là câu hỏi phỏng vấn yêu thích của anh. Anh có một câu anh hay hỏi, nó là câu hỏi khá là mở. Anh sẽ bảo bạn là suy nghĩ lại trong vòng khoảng tầm 1 năm gần đây, em thấy đâu là vấn đề khó khăn nhất mà em đã từng giải quyết, là một cái gì đó rất trừu tượng, ví dụ vậy. Sau khi bạn nói xong cái đó thì anh bảo là miêu tả cho anh lại cái đó, giống như là anh như trẻ lên 3, anh chả biết gì hết. Thì anh xem thử là cái khả năng diễn đạt mà bạn nó trình bày lại cái project, bạn nó có thực sự hiểu cái đó hay không, bạn nó có khả năng communicate cái đó có tốt hay không. Bởi vì nếu như bạn nó thật sự hiểu rất rõ thì cái khả năng mà bạn đó nói cái đó nó rất là dễ dàng như ăn kẹo vậy đó. Rồi từ bắt đầu anh hỏi thêm là cái project đó thì given có cái này hoặc là như có thêm cái kia thêm, tức là anh sẽ đưa thêm một vài thông số xem là bạn nó xoay sở đó ra làm sao. Ok, anh gài vậy đó. Dạ ok, thì em còn một câu nữa, câu này thật sự sẽ là câu cuối cùng, đó là trong quá trình anh đọc CV hoặc là anh phỏng vấn một bạn á, thì thường anh có nhìn nhận cái gì là một cái red flag hay không? Ok, red flag hả? Để anh nhớ lại nha. Dạ ok, anh nhớ đi. Để anh nhớ lại thì có những cái gì nó gọi là red flag nha. Không, như có vẻ anh chắc anh hơi dễ tính cho CV ha. Ok ok. Anh ít thấy điểm red flag lắm. Anh hầu như anh nhìn tìm cái điểm mạnh người ta trong CV đó xem có phù hợp hay không à. Ồ, anh không có chết chuyên hả? Trời, anh ít chết chuyên lắm. Ủa vậy còn phỏng vấn thì sao anh? Cũng không luôn. Phỏng vấn thì phải chết cho kỹ chứ. Lúc phỏng vấn thì anh có nhìn một cái gì đó và anh sẽ có thể đánh giá là red flag không? À, ok. Điểm red flag anh nghĩ đầu tiên đó là sau khi mà hỏi ở trong cái câu hỏi đó bạn đã bắt đầu nói lung tung. Ví dụ như là mình hỏi về vấn đề này mà nó không có mô tả kỹ cái đó là biết bạn nó không có nắm sâu rồi, không có nắm kỹ cái đó rồi, mà nó sẽ tìm cách nói lảng nói tránh trên cái câu hỏi của mình. Thường mấy cái case này anh sẽ loại. Điểm thứ hai thì anh nghĩ đó là feedback của bạn nó về các công ty cũ như thế nào, thái độ bạn nó về công ty cũ ra làm sao. Nếu như nó không tốt thì đó cũng một điểm red flag. Bởi vì thường thường thì anh thấy những bạn như vậy thì bạn không bao giờ cảm thấy hài lòng mà sẽ ít trân trọng những cái gì mà mình đang có. Thì anh cũng sẽ coi kỹ những cái case đó. Có một vài case nếu như mà bạn đó, anh cũng biết diễn tả là sao, nhưng mà cái khả năng truyền đạt của bạn nó không tốt thì anh cũng loại ngay luôn. Ờ, nhưng mà có một cái này cũng hơi khó anh ha. Tại vì có những cái kỹ năng mà nó kiểu con gà quả trứng á, kiểu như là được làm rồi thì nhiều khi mình mới hiểu và luyện tập tốt hơn. Nhưng mà vì không có nhiều môi trường để luyện tập quá nên là thành ra cũng không có tốt cái kỹ năng đó lắm. Nên là nó giống như kiểu thành một cái vòng luẩn quẩn. Thì không biết là anh có gợi ý gì cho những bạn mà vướng phải những cái red flag như anh vừa nói không? Ok, anh hiểu. Gọi là để kỹ qua trước thì bắt buộc nó phải từ bản thân bạn ra trước thôi. Phải tạo ra cho mình nhiều cái điều kiện để mình luyện tập cái đó. Như là giờ mình diễn đạt không tốt thì bạn làm sao để mình diễn đạt tốt á. Thì bây giờ điểm đầu tiên đó là có một cái topic gì muốn nói thử đi. Speaking public hay whatever, nói chuyện với bạn bè, nói chuyện với lại bản thân người yêu, chuyện đạt kiểu mình muốn trước. Là cách cũng là cách để luyện tập rất là tốt rồi. Rồi còn về khả năng problem solving hay đồ ấy thì giờ tự chiêm nghiệm lại xem có những vấn đề nào mình đã từng giải quyết mà mình cảm thấy là nó thất bại, nó không tốt lắm. Thì nếu như mình được giải quyết nó theo một cái hướng khác tốt hơn thì mình sẽ giải quyết nó như thế nào, mình sẽ tiếp cận cái vấn đề đó làm sao. Mình tự đặt đề bài ra cho mình để mình giải, mình luyện tập cái đó chứ. Thì sẽ giúp cho bạn nó gọi là có con gà chứ. Dạ ok, thì chắc đó cũng là câu hỏi thực sự cuối cùng của ngày hôm nay rồi. Thì em xin cảm ơn anh Thiện rất là nhiều đã dành thời gian chia sẻ những insight và bổ ích, thì bản thân em cũng học rất là nhiều điều. Dạ cảm ơn anh. Ok, cảm ơn Dương. Nếu mà các bạn có câu hỏi hoặc thắc mắc nào thì hãy để lại bình luận ở bên dưới nha. Tụi mình sẽ cố gắng trả lời hết, nhưng mà sẽ ưu tiên những comment nào mà có nhiều like hoặc là được nhiều các bạn trong cộng đồng ủng hộ. Và đó cũng là kết thúc của ngày hôm nay. Thì xin cảm ơn các bạn rất nhiều đã lắng nghe.